cây cầu của ủa cái ao súng ngoài trước nhà của Thu Phan á, nó bị cạn nước, nó bị nó vỡ ly nắp, nó bị lủng quá cô chú anh chị em, cái nó bị xì. Thu Phan mới mua giờ bắt đầu dở lên hết trở lại, thay miếng khác rồi cô chú anh chị em thấy không, trùng nhà Thu Phan ở khắp mọi nơi, cái chân cầu mà nó cũng nằm với nó sống được hay thiệt chứ. Phan đem lên hết, nó cạn nước hết trơn, nắng quá trời luôn rồi chú anh chị em. Giờ tôi đang thay nó nè, mấy em cá vô phải có nước cũ vô như vậy nè, chú mấy nước mới là nó chết. Cá này tôi đang nuôi mấy năm rồi. Cá nhà này tôi đang bơm bao nhiêu là nó xì ra hết bấy nhiêu. Công nhận ấu mạnh thì chứ, bò bít hết luôn rồi. Nhìn đẹp, cái lá nó như cái bông vậy của chú anh chị em. Giờ tôi phang vớt mấy con cá lên trước để mấy em ngủm. Khôn lắm nha, chui vô trong kia rồi. Này giống như ở dưới quê nhà Tư Phan hồi xưa tắt đìa tắt ao này kia vậy đó. Cái này cái lọc Tư Phan để cái lưới trong này nè, chế thôi chứ cũng đây. Trời ơi, nhớ cái cảnh bắt cá dưới quê hai em. Phan vớt ba em rồi, còn một, ôi còn một em màu trắng nữa. Em màu trắng với các cô nhỏ khó nhìn quá, màu trắng tại vì màu 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 đỏ màu vàng dễ nhìn, màu trắng. Để giờ tôi Phan lấy cái ấu lên trước mới làm được, lục bình quá trời. Cái cọng của ấu mà nó nhìn nó giống như cái thân lục bình đó của chú anh chị em, cho nên nó nổi trên mặt nước nè. Cái này giống như cái phao á, cái thân nó như cái phao vậy đó, nó có phao giống như lục bình đó, cho nên nó nổi trên mặt nước. Ở trên mình nhìn xuống thì như cái bông này của chú anh chị em, thì nó dây ra tu vậy nè. Súng này mới lên lại nè cô chú anh chị em, nó cạn nước cho nên nó dưới đáy nó dơ. Tại vì hôm bữa tôi Phan mới bỏ sình, bỏ đất vô quậy sình. Quá trời luôn. Bây giờ phải nâng đỡ tụi nó lên nè, củ ống này của chú anh chị em. Tụi Phan phải hốt nguyên một cái vùng như vậy nè, chứ không phải là nó có tiêu hết.
cạn hết nước rồi, toàn là sình không à. Lồi tùm lum hết trơn á, tại vì nước sình không à, cho nên nếu mà nước nhiều quá nó mới trong, còn nước đục nó không có ra, nước cạn nó không có trong được của chú anh chị em. Cho nên là khi mà mình Tư Phan làm cái này á, thì Tư Phan sẽ bỏ lục bình, cái rễ của lục bình nó hút cái chất dơ ở trong hồ á, làm cho nước trong. Cây cầu này chồng Tư Phan đóng á cô chú anh chị em. Nhập hết em một vòng này đỡ nhưng mà cực cái mồ. Cái này là kêu là bone liner, Tư Phan mua là cái size của nó là 6,5 feet 10 feet. Có 31 đồng. Tư Phan mua Amazon á, mua ngày hôm qua bữa nay tới rồi, tại vì cái đất đó thì Tư Phan xài lại, tại vì đất nó có sình á, giờ mình muốn quậy mà đất sình là phải lắng mấy ngày, sợ cá nó đi pháp cây nó cũng chết, cho nên là Phan làm luôn lấy đất đó lại xài lại tiếp. Tư Phan mới hỏi lại là 7 feet chứ 10 feet chứ không phải 6,5 cho cô chú anh chị em. Thì 7 feet nhân 10 feet 31 đồng Amazon. Cái mini, cái hồ mini của Tư Phan chỉ có nhiêu đó thôi à, không có nhiều. Giờ phủ lên xong rồi mình xếp lại từ góc rồi dằn đá lên. Xong rồi thì học từ trưa giờ, giờ tôi thang phiêu nước vô trong này cho nó đầy. Đó, mình chẳng như là thấy, nhưng mà khi mà nước mà nó đầy lên xong rồi mình cũng chưa, mới thì nó không được.